Thanh Hóa, theo kế hoạch trong năm 2020 huyện Như Xuân trồng được 2.469 ha sắn, tuy nhiên chỉ sau hơn một tháng xuống giống, cây sắn đã xuất hiện bệnh khảm lá do virus gây ra, hiện có khoảng 1.300 ha sắn bị nhiễm bệnh khảm lá, làm ảnh hưởng lớn đến năng suất. Hiện người dân đã phun được trên 300 ha diện tích sắn bị nhiễm bệnh và nhổ tiêu hủy những cây sắn đã bị nhiễm bệnh nặng. Hiện nay là chúng tôi là gia đình là cùng với bà con khác là đã phá đi và trồng lại, một số hộ thì trồng lại mà cũng lên là trồng lại thì nó lên cũng được, cũng không đẹp lắm như khi trước. Các diện tích đất khác thì bây giờ đã hơi muộn rồi, thì bà con đã chuyển sang là một số hộ thì là trồng ngô, một số hộ là trồng cái cây khác. Để ứng phó với bệnh khảm lá sắn, chính quyền địa phương cũng chỉ đạo người dân khoanh vùng bị nhiễm bệnh, nhổ bỏ và tiêu hủy các cây sắn bị nhiễm bệnh, thu gom toàn bộ tàn dư cây sắn còn lại từ vụ trước trên các bờ thửa, hàng rào đem tiêu hủy nhằm tiêu diệt nguồn bệnh. Đồng thời, vận động nông dân tuyệt đối không được vận chuyển gom giống sắn ra khỏi vùng bị bệnh hoặc sang địa phương khác để tránh lây lan, vận động nhân dân phun phòng bệnh những diện tích sắn đã bị nhiễm bệnh và làm theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Theo thống kê, tại các đơn vị bị nước mặn xâm nhập của tỉnh Vĩnh Long như huyện Mang Thít, Tam Bình, Trà Ôn, Vũng Liêm, Long Hồ và thị xã Bình Minh, hiện còn hơn 26.000 hộ dân chưa có nước máy sử dụng. Khi nước mặn xâm nhập sâu, nhiều cống ngăn mặn phải đóng dài ngày, dẫn đến nguy cơ ô nhiễm nguồn nước trong các kênh rạch, người dân không có đủ nước để sử dụng. Có nước mặn vậy đó, mình chứa chút xíu rồi mình xài thôi. Sống của mình thì cũng hơi khó khăn chút. Nó nấu ăn nó cũng hơi mặn, uống cũng hơi mặn, cũng phải chịu cực. Chia sẻ với những khó khăn của người dân trong các đợt hạn mặn vừa qua, nhiều tổ chức cá nhân đã cùng chung tay hỗ trợ bồn chứa nước, máy lọc nước cho người dân vùng hạn mặn nhằm giúp hộ có đủ nước sạch sinh hoạt trong các đợt mặn kéo dài. Hơn 200 bồn chứa nước loại 500 lít và chiếc máy lọc nước mặn thành nước ngọt với công suất 300 lít một giờ đã được đặt tại hai xã Thanh Bình và Quế Thiện, huyện Vũng Liêm. Nhờ hỗ trợ vậy cho tôi có cái bồn đặng tôi chứa nước tôi xài sống hàng ngày, chứ nước mặn chưa có hết nước này tới nước khác nữa rồi. Nước chỉ xong nó ô nhiễm, nó thành ra có cái thùng này là rất quý, rất cảm ơn các nhà tài trợ nhiều. Các cấp lãnh đạo cũng như mạnh thường quân đã hỗ trợ cho cái máy lọc nước mặn. Khi có mặn thì xã sẽ thông báo vận hành cái máy nước này để thông báo cho người dân đến nhận nước sinh hoạt, thì xã sẽ tính toán trong thời gian thì vận hành sẽ đảm bảo công suất để cho bà con trong xã nhận đủ nước để sinh hoạt. Theo dự báo của ngành chức năng, hạn mặn vẫn đang diễn biến phức tạp và kéo dài. Chính vì thế, bên cạnh nỗ lực của chính quyền địa phương, các ngành chuyên môn trong việc tìm ra những giải pháp mang tính bền vững để cung cấp nước sinh hoạt, thì sự đồng hành sẻ chia của mỗi tổ chức cá nhân là việc làm thiết thực, góp phần để đưa nguồn nước ngọt về cho người dân vùng hạn mặn. Xuất khẩu tôm cả nước quý 1 đạt 628,6 triệu đô la Mỹ, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, xuất khẩu tôm sang thị trường Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng khả quan nhất trong số các thị trường chính. Mỹ cũng là thị trường đứng thứ hai về nhập khẩu tôm của Việt Nam, đạt 115,5 triệu đô la Mỹ. Đây là mức tăng trưởng tốt nhất trong top 5 thị trường xuất khẩu chính của tôm Việt Nam. Trong khi đó, Nhật Bản vươn lên là thị trường nhập khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam trong quý đầu năm nay, khi chiếm 21% tổng giá trị xuất khẩu tôm Việt Nam. Theo VASEP, tình hình chống dịch ở Trung Quốc, Hàn Quốc đang có chiều hướng tốt hơn, sẽ có thêm hy vọng cho người nuôi và nhà máy chế biến khi đầu ra phần nào được tháo gỡ. Trở về sau chuyến biển kéo dài gần một tháng, mặc dù đánh bắt được hàng tấn hải sản, nhưng những chủ tàu này không mấy vui vẻ. Bởi thời điểm hiện tại, giá các loại hải sản giảm từ 20 đến 40% so với thời điểm chưa có dịch COVID-19, nên ngư dân không lãi được bao nhiêu. Vừa rồi tôi vô là có bán được giá 60.000 một ký có trùng, 120.000 một ký có cồn. Chuyến này tôi vô là 40.000 một ký có trùng và 80.000 một ký có cồn. So với chuyến trước thì chuyến này thu nhập thì thấp hơn. Là trang cái thời gian trước mà không có cái dịch 19 á, là bón trang thời gian là ngắn thôi. Bởi vì
người nó họ tập trung họ mua nhiều, còn trong cái thời gian này này là họ đình chỉ hết cỡ khoảng 5-60% là họ không có đi chợ họ mua được, cho nên cái giá có của mình bón nó hoại lại. Không những giá cả xuống thấp, hiện nhiều loại hải sản không thể xuất khẩu do không tiêu thụ được trong nước, nhiều chủ tàu đã tính đến chuyện cho tàu nằm bờ chờ dịch Covid đi qua. Mình á là đánh bắt cái con lươn biển này chỉ chuyên xuất khẩu đi Hàn Quốc á, nhưng mà thời gian gần đây là cái tình hình dịch bệnh nó ảnh hưởng từ hai nước luôn, thành ra cái hãng bay nó cấm bay, nên hàng hóa bây giờ là chỉ đánh về thôi, chỉ đánh về để ở tại xưởng á, bây giờ chắc là chuyến này xong về là nghỉ. Giá hải sản ngư dân bán cho thương lái xuống thấp nhưng giá tại các chợ vẫn cao hơn bình thường. Trước nghịch lý này, hiện nhiều nhà máy, cơ sở chế biến hải sản tại miền Trung đã tăng cường hoạt động thu mua, sơ chế để hỗ trợ ngư dân trong việc tiêu thụ sản phẩm. Tôm cá của ngư dân đem về thì không thể chế biến và không thể đưa vào kho được, vì như vậy thì họ sẽ không còn đi biển được nữa. Vì vậy mà hiện nay các doanh nghiệp thì trong khi vẫn duy trì sản xuất để mà giữ một cái đầu ra ổn định cho ngư dân. Mặc dù khó khăn, nhưng nhiều ngư dân tại miền Trung vẫn cố gắng bám biển với hy vọng sản lượng đánh bắt được sẽ bù đắp cho giá cả. Hơn nữa, với họ, đây cũng là cách để tiếp bước truyền thống cha ông khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Mô hình trồng dong nho biển đã được triển khai tại huyện đảo Lý Sơn từ năm 2018. Dong nho được nuôi bằng nước biển trong 5 bể xi măng với những thiết bị nuôi như vỉ lưới, máy sục khí và hệ thống xả thải. Dong được đặt vào vỉ lưới, xếp trên nền cát ở đáy bể. Qua 6 đợt nuôi, dong phát triển tốt, thân dong cao 5cm, có màu xanh sáng bóng, mềm và mọng nước, mỗi tháng cung cấp trên 100kg dong nho thành phẩm. Đối với mô hình này thì cái yêu cầu đầu tiên là cái nguồn nước. Thì nguồn nước tại Lý Sơn là tương đối phù hợp với cái sự phát triển của đối tượng này. Cái thứ hai đến là các cái vị trí để chúng ta có thể tiến hành nuôi trồng, thì các cái vị trí này nên tốt nhất là được triển khai ở các cái vùng ven biển, vì chúng ta sẽ sử dụng trực tiếp cái nguồn nước trực tiếp từ biển, chính là cái nguồn dinh dưỡng để cung cấp cho rong sinh trưởng phát triển. Và cái thứ ba đó là cái đối tượng này thì nó không đòi hỏi cao về cái kỹ thuật cũng như là cái công chăm sóc quản lý. Mô hình nuôi dong nho biển trong bể xi măng thành công mở ra hướng làm kinh tế mới cho người dân Lý Sơn. Dong nho dễ nuôi, tốc độ phát triển nhanh, chi phí đầu tư ban đầu khoảng 120 triệu đồng để xây bể và mua sắm các thiết bị hỗ trợ. Dong nho giống có giá từ 60.000 đến 80.000 đồng kg. Lứa đầu tiên cho thu hoạch sau 30 đến 40 ngày. Các lần thu hoạch tiếp theo chỉ cách nhau 10 đến 15 ngày. Vốn đầu tư ban đầu nhỏ, nhưng cái hiệu quả đem lại từ cái dong nho này hiện tại giá thị trường này thì rất là hiệu quả. Nếu mà một năm 50 mét vuông như thế này mà trên địa bàn cho một cái hộ làm thì trừ chi phí rồi một năm kiếm khoảng 100 triệu. Nghiên cứu thủy sản nó chuyển giao cho huyện và trung tâm dịch vụ nông nghiệp là đơn vị chuyển giao, sẽ tin tưởng là sẽ nhân rộng cái mô hình này. Trong những năm gần đây, lượng du khách ra đảo Lý Sơn tham quan và thưởng thức sản vật biển đã tăng lên rất nhanh. Tuy nhiên, dong biển tự nhiên quanh đảo Lý Sơn ngày càng khan hiếm. Do đó, việc nuôi thành công dong nho tại Lý Sơn đáp ứng nhu cầu rau xanh phục vụ du khách, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình.